Nhưng mắt mình đây là cái đoạn mình rất thích luôn. Sau khi nghỉ thoáng á, lên chiếc xe cảm giác nó lạ hẳn, mình phải làm quen mọi thứ lại. Wheelie ma nhỏ mình chưa dám làm luôn, mình hết không có cao luôn. Chơi này là phải tập thường xuyên, giữ nhịp liên tục thì mới lên level được. Đường đầu đen lên luôn. Oh no. Lại chơi, lại chơi. Sáng mệt mà. Mình chơi xe địa hình này hay hướng sáng, chạy sáng lắm, thích đi những cái chỗ mà nghỉ có thể đi được là đi, không hết cỡ nhưng mà nó vui. Nghĩ cái đây mình lên được không? Cái đó không cần đạp, chỉ cần nó chớn một xíu, cộng như thế một xíu là nó lên. Cảnh này siêu đẹp luôn nè. Hồi cách đây năm 2019 cái đường này nó là đất không, nó giống như là bên lề các bạn nhìn thấy vậy nè, mà giờ người ta làm vậy nè, siêu đẹp. Hai bên cây to, hoàng hôn, bên trái là sông nữa, tuyệt vời luôn. Thì nó sẽ đẹp trong cái là mọi người đều thưởng thức được, nhưng mà mình mất đi một con đường chạy up road đã. Hồi xưa mình vô đây là mình chạy chiếc Track Marlin 5, chạy sướng lắm. Thì là đường up road đất đá không, còn giờ thì bon bon. Tới đây thì mình chạy tàn tàn, nghỉ mệt thôi. Mình chạy cái này mình chán lắm, mặc dù nó sẽ đỡ mệt, nó dành cho mình lúc mình nghỉ mệt thì hợp lý. Nói chung đi xe đạp thì các bạn phải xen kẽ các đoạn đường, lúc khỏe lúc thì ride ha, chứ mà còn ride ha hoài thì chịu nổi đâu. Nếu mà bạn có xem mấy cái giải đua thì đường đua của người ta cũng ngắn lắm, đào hiu nó đua tầm vài cây XC Enduro nó mới đua đường dài, nhưng mà cái đã đua XC Enduro nó là vắt sức, phá sức chứ không phải là tập luyện. Thử mình quay lên cầu này nổi không nha. Trời, đại quá, xem tới đỉnh trời. Mới vừa đây, trên đây mới vừa mưa xong à, đúng xuôi. Mình ghé trái ở đây là tới sông Tiền, cảnh quan nó sẽ thay đổi hoàn toàn luôn, rất là đẹp. Trời sáng giờ không mưa, nói chừng là đi đặt xe thì mưa. Thôi kệ, vui. Vô, chào mừng các bạn đến với sông Tiền. Đây là sông Cửu Long mình đó, một trong hai nhánh lớn sông Cửu Long. Đây là sông Tiền, phía bên kia bên trái là sông Hậu. Wow, mưa ướt đường luôn. Nay mình ra ha, ở đây chắc xình lên tới đầu. Ok, continue, nay chơi dơ nha bạn, về rửa xe luôn. Đi xe đạp á là phải đi vô mấy đường như vậy nè, các bạn thấy thú vị. Nhưng mà đi xe đạp mình thấy có số bạn á bót á, vừa đi xe đạp vừa đeo tai nghe, bạn nên tránh nha. Ok, mình sẽ đi nhanh đoạn này nha. Kiểm tra mắt thôi.